Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Thái Hạo. Việt Á là ai? Mấy hôm nay đang nổi lên một luồng dư luận đòi công bằng cho Việt Á rằng 3 triệu bộ kit xét nghiệm mà Việt Á nhập từ Trung Quốc về là xét nghiệm nhanh chứ không phải RT-PCR rằng cái giá xét nghiệm PCR 470.000 đồng là không cao trong thời điểm đó, rằng tiền lệ quả 20% vốn là tiền lệ từ trước đến nay, không phải là hối lộ gì ghê gớm đâu, vân vân và may may. Ừ, thì tôi cũng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, có một câu hỏi hết sức sơ đẳng phải trả lời trước tiên là Việt Á là ai? Việt Á có phải là cái công ty mang tên Việt Á do Phan Quốc Việt là giám đốc hay không? Không, công ty Việt Á và vụ án Việt Á là khác nhau rất xa à nha. Vụ án Việt Á là một vở đại kịch mà những người tham gia viết kịch bản đã gồm Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Thủ đô. Đó là mới nhắc đến những nhân vật rất có thể chỉ là thường thường bậc trung, chứ chưa phải là đạo diễn thật sự. Đó cũng là chưa nói gì tới Học viện Quân Y nha. Và đặc biệt là hệ thống báo chí nhà nước đã tổng lực tuyên truyền cho nó, hòng dẫn dắt dư luận và che mắt tất cả. Đó cũng mới chỉ là khâu sản xuất và phân phối đến đại lý cấp 1, tức là đến các CDC trên cả nước, chứ chưa hề nhắc gì tới các đại lý bán lẻ. Chính ở cái điểm mút này này, các cái đại lý bán lẻ này này, tội ác mới hoành hành một cách ghê rợn và gây tan tóc thảm khốc nhất. Có thể gọi đây là giai đoạn 2 của việc Á. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, những bắt bớ và cả sự quan tâm của dư luận mới chỉ chủ yếu dừng lại ở giai đoạn 1, từ khởi động đến đại lý cấp 1. Ở giai đoạn 2, đó, với chính sách tách F0, các cơ sở y tế và chính quyền địa phương trên cả nước đã vào cuộc để bóc lột một cách tàn bạo đối với người dân. Giá một cây que xét nghiệm nhanh nhập về chỉ có 21 ngàn, nhưng mà có những nơi, những lúc đã trấn lột người đi đường hoặc là người đến bệnh viện từ 300 ngàn đến 500 000 đồng khi vụ việc Á bắt đầu vỡ lở thì giá nó mới giảm xuống dần. Tuy nhiên đến đầu năm 2022 này, ngay tại các trạm y tế xã phường, tiền mỗi lần xét nghiệm nhanh vẫn dao động từ 100 tới 200 ngàn đồng. Trên đây mới chỉ nói về xét nghiệm nhanh, chứ chưa nói gì về xét nghiệm PCR cả. Người dân bị đè ra, ngoáy mũi liên tục, khốn khổ nhất là cánh tài xế chỉ cần nhắc tới mỗi shipper và tài xế xe tải thôi đã đủ thấy và người bệnh nữa mặc dù không liên quan gì đến covid mỗi khi đi khám chữa bệnh như thế sự trục lợi dựa trên đại dịch không phải chỉ giới hạn trong ngành y tế mà là cả ở chính quyền địa phương các cấp việc á bán đắt cho các cdc một thì khi về đến khâu tiêu thụ cuối cùng họ bán cho dân đắt lên gấp nhiều lần nữa Vụ việc Á nâng khống giá trích lại hoa hồng để trục lợi chỉ là mất tiền của nhà nước một khoản không quá lớn ở giai đoạn 1, 800 tỷ đồng, lại quả và 500 tỷ đồng lợi nhuận. Nhưng móc túi người dân ở giai đoạn 2 mới là tàn bạo ngoài sức tưởng tượng. Hơn thế, không còn chỉ là vấn đề tiền mà nó tác động tổng thể đến mọi mặt đời sống xã hội. Bắt đầu từ làm chính sách, đến bán đắt cho nhà nước bằng cách đút lót cho các CDC, rồi tiếp theo là trực tiếp móc tiền và hút máu người dân. Tất cả làm đóng băng xã hội, phá sản, khủng hoảng tâm lý. Trên đây là chưa hề nhắc gì tới chất lượng của những cái loại sản phẩm bộ xét nghiệm này. Việt Á sản xuất bộ xét nghiệm ở đâu, Ai kiểm định? Kiểm định có khách quan hay không? Nếu chất lượng của cái loại xét nghiệm này đảm bảo thì tại sao Bộ Khoa học Công nghệ phải bịa ra rằng cái bộ xét nghiệm của Việt Á được Tổ chức Y tế Thế giới khu công nhận? Đó chỉ là một ví dụ về việc phải đặt câu hỏi đối chất đối với chất lượng của kiếp Việt Á. Cái chết của hơn 30.000 đồng bào ta có liên quan đến vấn đề chất lượng của loại kiếp này hay không? Chính sách ngăn sông cấm chợ, ngoáy mũi lừa nhốt dân chúng trong các trại cách ly và phong tỏa tràn lan đã làm phá sản hàng vạn doanh nghiệp, làm khánh kiện hàng triệu người dân, gây nên đau thương tan tóc khắp hang cùng ngõ hẻm. Ai có thể thống kê hết và ai sẽ chịu trách nhiệm? Còn nhiều nữa những câu hỏi, nhưng quay trở lại với cái tên, tôi cho rằng chính cách gọi tên là vụ án việt á đã gây hiểu lầm và hiểu sai về quy mô cũng như tính chất của vụ đại án này nó cần một cái tên gọi khác để phản ảnh đúng về một liên minh ma quỷ mà trong đó công ty việt á chỉ là một mắt xích cái mắt xích dường như không hề có vai trò quyết định trong việc đạo diễn vở đại bi kịch này trên đất nước ta quý vị vừa theo dõi bài bình luận của tác giả thái hạo anh chị cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình phát sóng trên kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau